Xin chào tất cả bà con cô bác đã trở lại kênh bò giống củ chi của em. Hôm nay em tiếp tục lên cặp cái Sinter, một con 5 tháng, một con 7 tháng nha. Con Sinter này 5 tháng, con Sin này 7 tháng. Đây là quay tổng thể hai con đó nè. Bò này dài đòn dữ lắm nha cô bác anh chị. Sái thì sái chín hết nha. Cặp bò này em muốn bán giá là 32 triệu nha. Em muốn bán giá là 32 triệu. Một con thì 1m02, một con này thì 1m07. Chiều cao á. Xương sóc kịch cộm nha các bé anh chị. Hai con bò này là đỏ một màu. Nguyên một màu đỏ luôn nha. Chân nè, chân móng sòi nha. Đây, đúng nè. Đây, con. Đây, con này chân móng sòi luôn nha. Bốn chèn nè, bốn cái vú lớn lắm nha. Bốn vú cho bá luôn phải không? Đây, bốn vú cho bá luôn. Đây, bò nhỏ nè, bò vú bò nhỏ. Đây, vú bò nhỏ cũng vậy luôn nha. Xe mặt nè, cái lưng này. Cái mặt này. Cái lưng. Em muốn bán cặp bò này giá là 32 triệu nha cô bé anh chị. Con này 1m02. Con này 1m07 nha. Xương sóc hai con nè. Tôi con nào cũng quá tới đất hết nha. Cô bé anh chị nào thấy hay thì cho em một đăng ký với một like nha. Con bò lớn thì cũng chiền. Con bò này thì dậu nó dài chứ không phải rúng cũng không có chiền nhiều lắm. Thì giờ em đo con chiều cao chính xác là em cập nhật chính xác nha. Chứ nhiều lúc quay gần quay xa rồi anh em nó tới bò lợi dao tới bò lớn bò nhỏ gì nha. Thì anh em ở nhà thì cứ xem chính xác đi nha. Rồi được thì nhắc máy điện thoại cho em. Em giao tới nhà luôn cho. Em bao ship 100 km nha. Em bao ship 100 km cho bà con cô bé anh chị nha. Đó. Bắt bò bên em thì nói chung là nếu mà gần gần thì em chở đi giao hết nè. Chứ không có gì hết á. Nó là như vậy nha, chiều cao nó là như vậy. 1m02. Tính ngay cái sái nha cô bé anh chị. 1m07 tính ngay cái sái nha. Em này bên em ở trên Củ Chi là chỉ tính sái ngay sái thôi, không có tính ngay cái đỉnh đùi. Bò này tính ngay cái đỉnh đùi nó có 1m02 á. Em nhắc lại là cặp bò này em muốn bán giá là 32 triệu nha các bé anh chị. Thôi. Chào các bé anh chị, em kết thúc video tại đây nha. Hai bò con nào cũng lấy cái mặt dễ thương hết.